Đụng xuống bên đây nè. Nhanh lên, nhanh lên. Coi chừng nó chạy thoát. Đi lẹ lên. Nhanh lên. Mau lên. Chết rồi. Có người chỉ điểm. Mất rồi. Mất hết rồi. Từ từ thôi. Tụi nó đang truy nã ông. Ông bị khùng thì sao mà dám đụng vô buôn thuốc phiện vậy? Dạ mà. Mò nghe lời to cảnh cáo vô thằng Cẩm. Nó gài mò. Chính nó gài mò về vụ này. Phù Lích bắt mò là cho nó báo tình, không ai ngoài nó hết. Vậy bây giờ ông tính sao? Mong cho nó biết ai là người đang nắm cán dao và ai là người đang nắm lưỡi dao. Coi tướng ông bị bỏ đói mấy bữa rồi đã. Ông nghĩ coi, vậy gì mà mo chúng vô chúng nhủi từ biên giới về Bạc Liêu? Trong túi không có một cắc. Không ngờ mo lại trải qua những ngày tháng hèn mọn tới mức phải giả dạng là thằng ăn mày lần mò về tới đây. Bây giờ ông tính làm sao? Lệnh truy nã ông treo khắp lục tỉnh Nam Kỳ rồi kìa. Tôi không có ngại chuyện cho ông ăn dài ba bữa, nhưng còn chuyện tương lai thì không lẽ cứ trốn chui trốn nhủi miết. Lúc này mò phải thấm lời cảnh báo đó cô Toa. Mò quá kiêu ngạo và tự tin, bỏ qua một lời khuyên chân thành của một người bạn tốt. Bây giờ mò chỉ xin Toa một chuyện thôi. Chuyện gì? Giúp mò một chỗ trọ, rồi mò sẽ từ từ mò tính cách trả lại tất cả cho thằng Cẩm, những gì mà nó tặng cho mo ngày hôm nay. Nhưng mà ông cũng nể tình tôi giúp ông mà nhẹ tay với nó. Dù gì thì thằng Cẩm cũng là em rể của tôi. Nó bị gì thì em gái tôi cũng khổ. Hay là tôi giúp cho ông ra miền Trung với thân phận mới, ông có chịu không? Tôi sẽ đưa cho ông chút tiền để bắt đầu cuộc đời mới. Không, mo sẽ không sống trốn chui trốn nhủi. Trong cái thằng chó đó, nó vẫn nhẫn nhơ ngoài xã hội này. Hiện giờ còn nhiều chuyện, mo chịu tiện nói với Toa vì chưa phải lúc. Xin Toa cho mo một chỗ đi trọ lại, có được không? Phải lên tới. Cô xuống.